Thưa quý vị và các bạn, với những hiệu quả lâu dài, công cụ cải tiến năng suất 5S giúp các doanh nghiệp hình thành một môi trường làm việc khoa học. Nhiều doanh nghiệp Lâm Đồng đã bắt đầu làm quen, áp dụng 5S nhằm cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Theo thống kê của các ngành chức năng, Lâm Đồng hiện có khoảng 5.400 doanh nghiệp, trong đó hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và vừa, sức cạnh tranh còn nhiều hạn chế. Việc tìm ra giải pháp để doanh nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn hội nhập được xem là một bài toán phải có sự xem xét kỹ lưỡng, khoa học. Ở đó, áp dụng 5S vào thực tế sản xuất được xem là một trong những giải pháp trước mắt và có hiệu quả lâu dài, giúp các doanh nghiệp loại bỏ lãng phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong giai đoạn hiện nay. Có nguồn gốc từ Nhật Bản, hiện công cụ cải tiến năng suất và chất lượng 5S, sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, sàng sóc, sẵn sàng đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia và các doanh nghiệp Lâm Đồng cũng bắt đầu tiếp cận công cụ hiệu quả này. Hiện có 10 doanh nghiệp đã áp dụng, nhận chứng nhận 5S và 11 doanh nghiệp đang triển khai thí điểm, dự kiến sẽ nhân rộng trong thời gian tới. Khi thực hiện 5S, các doanh nghiệp đều được sự hỗ trợ cơ quan chức năng về mặt kỹ thuật. Công cụ cải tiến năng suất 5S nó giúp cho doanh nghiệp sắp xếp một cách gọn gàng, hợp lý và sẵn sàng trong cái công tác sản xuất của mình. Và đặc biệt đối với những doanh nghiệp mà sản xuất thì cái công cụ 5S sẽ góp phần nâng cao hiệu quả nhanh nhất và dễ thấy nhất. Cụ thể như cái công tác quản lý trong sản xuất nó được đẩy mạnh lên, mọi thứ nó được sạch đẹp hơn, nó có quy định cụ thể dễ dàng hơn. Và khi mà mình có thể mình tìm kiếm một cái vật đồ, một cái đồ đạc gì đó, một cái thiết bị gì đó nó nhanh, không phải tìm kiếm nhiều lần. Và nó làm cho cái khu vực sản xuất mình nó sạch sẽ gọn gàng, tránh xảy ra tai nạn. Hiện tại trong thực tế khi mà các doanh nghiệp áp dụng, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng áp dụng thì cái hiệu quả mang lại như giảm cái chi phí sản xuất, có doanh nghiệp giảm từ 2 tới 3% cái chi phí sản xuất, rồi nó giúp cho cái quá trình sản xuất được nhanh hơn, gọn hơn. Muốn nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, mỗi doanh nghiệp phải chọn cho mình một hướng đi riêng trong kinh doanh cũng như trong phương pháp quản lý. Nhưng dù doanh nghiệp có chọn hình thức kinh doanh nào, đầu tư loại thiết bị máy móc hay công nghệ nào đi nữa, thì con người cũng vẫn là yếu tố quyết định đem lại thành công. Xuất phát từ triết lý, con người là trung tâm của mọi sự phát triển. Công cụ 5S còn được xem là một nền tảng để áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng khác như ISO 22000, ISO 9000. Sau khi mà công ty áp dụng cái công cụ là 5S vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì công ty cũng có đạt được một cái hiệu quả nhất định. Đối với khu vực văn phòng thì tài liệu hồ sơ thì được đánh số và giảm được cái thời gian mà tìm kiếm, tăng được cái chất lượng công việc. Còn đối với khu vực sản xuất thì là được sắp xếp gọn gàng, dụng cụ sắp xếp gọn gàng thì đảm bảo được an toàn lao động, tránh nhầm lẫn và hiệu quả của sản xuất thì cũng tăng lên. Cái môi trường sản xuất của công ty thì là trở nên là sạch đẹp và người nhân viên thì họ có ý thức hơn đối với về cái vấn đề mà sản xuất và có ý thức kỷ luật hơn. Thì như vậy là cái năng suất nó sẽ tăng hơn thì trung bình thì trong những năm vừa qua thì tăng trung bình là 10% về năng suất lao động. Doanh nghiệp nhỏ và vừa Lâm Đồng chỉ mới tiếp cận với công cụ cải tiến năng suất chất lượng 5S trong 2-3 năm trở lại đây. Trong khi đó, các đơn vị này đã hoạt động trong thời gian khá dài trước đó, với cơ sở vật chất và trang thiết bị đã cũ. Vì vậy, giải pháp khôn ngoan mà công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến áp dụng đó là triển khai thực hiện các tiêu chí 5S vào sản xuất theo giai đoạn, phù hợp với thực tế sản xuất của đơn vị. Doanh nghiệp Vĩnh Tiến cũng như một số doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam khi áp dụng cái 5S thì cũng áp dụng sau khi đã mà thiết kế xây dựng cái nhà xưởng rồi. Do đó thì cái bài bản cũng như là cái đầu tư ban đầu thì nó cũng không đáp ứng được những cái yêu cầu của cái công cụ 5S. Vì vậy chúng tôi cũng từng bước để mà áp dụng và cải tiến dần dần. Và trong những giai đoạn hơn một năm vừa qua thì công ty Vĩnh Tiến mới chỉ áp dụng ở cái ngưỡng là chúng ta làm quen và từng bước một đưa cái công cụ 5S nó đi vào với thực tế sản xuất kinh doanh của công ty. Và công cụ 5S thì nó có một cái lợi điểm đó là chúng ta luôn luôn cải tiến được, chứ không phải là chỉ đến cái ngưỡng đó chúng ta thôi, và cứ từng bước một từ thấp lên cao, từ một chút một cho đến khi mà cái công cụ nó lớn lao hơn là đến toàn bộ cán bộ nhân viên công ty thực hiện được cái sự sắp xếp máy móc thiết bị cũng như là sắp xếp giờ, bố trí giờ giấc làm việc và giữ gìn cái vệ sinh môi trường làm việc, và cuối cùng nữa là cái để nâng cao được cái hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Để áp dụng thành công 5S, các doanh nghiệp không chỉ cần thời gian, nguồn lực mà còn cần xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình. Song song đó, 5S sẽ giúp người lao động hình thành được thói quen làm việc kỷ luật, tuân thủ quy định, có ý thức tập thể cao. Việc áp dụng công cụ 5S lâu dài, đúng hướng sẽ góp phần tạo nên một đội ngũ lao động đáp ứng được yêu cầu đổi mới của doanh nghiệp trong giai đoạn hội nhập toàn diện với nền kinh tế khu vực và thế giới.